Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 250 top cần có ký hiệu là Aura nè bạn. Thì chương trình để góp này random cho 2.000 member nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn vào Zumatic Address nè. Các bạn điền địa chỉ với MetaMask các bạn, ETH hoặc là địa chỉ với Polygon Matic các bạn. Các bạn nhớ tích hợp mạng Polygon Matic vào MetaMask của mình nha các bạn. Còn bạn nào chưa tích hợp thì dùng địa chỉ với ETH nha các bạn, Matic nè. Rồi, các bạn bấm nút nhận nè các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ với ETH BNB của mình thôi. Rồi các bạn dán vô đây thôi. Các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Dự án này nếu mà bạn nào trúng thì khá là ngon các bạn. Mình thấy hiện tại có 350.000 người tham gia. Cơ hội mình chiến thắng rất là thấp nhưng cứ làm đi các bạn. Rồi các bạn follow, biết đâu mà mình là người may mắn sao. Mình không làm mình đâu có biết được. Rồi xin tạm biệt các bạn theo dõi các bạn. Sau khi các bạn follow xong bạn có continue không? Rồi tiếp tục các bạn đi tiếp nè. Rồi các bạn like nè. Like nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào continue. Sau đó các bạn chọn kênh Telegram trước đi các bạn. Trên Telegram bằng chọn sao nè các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Các bạn bấm vào continue. Rồi sau đó các bạn chọn Discord nè. Còn Discord này mình rất là ghét nó luôn. Chậm gì đâu. Và chấp nhận là mờ nữa. Rồi trên Discord thì các bạn chat một câu đi các bạn. Hello đi. Để mình nó chép mình không phải là robot các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lại nè. Rồi bấm continue. Ok vậy là xong. Mình đã nhận được 30 tấm giá để có cơ hội nhận phần thưởng 250 tấm cần Aura nè. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào biệt các bạn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.